Có một ngôi trường tại thành phố Hồ Chí Minh đã mạnh dạn nói không với đồ nhựa sử dụng một lần. Tất cả giảng viên và sinh viên của trường sẽ thay thế bằng những vật dụng có chất liệu thân thiện môi trường. Đó là ý tưởng của trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm đào tạo trực tuyến, tất cả chai nhựa không còn được giảng viên cán bộ của khoa này sử dụng nữa. Thay vào đó là những bình nước sử dụng nhiều lần bằng các chất liệu như thủy tinh, inox và những vật liệu thân thiện với môi trường. Theo phương diện của một nhà làm nghiên cứu về môi trường thì mình ủng hộ 100% và hy vọng rằng là đây sẽ là một cái phong trào lâu dài trong cuộc sống của người Việt Nam. Các thầy cô phải làm gương cho các em. Các em vô môi trường mà thấy các thầy cô làm như vậy các em cũng sẽ bắt chước. Thứ hai nữa là mình cũng xây dựng một cái hình ảnh một cái người sinh viên hiện đại là hiểu biết và có những cái hành vi tốt với môi trường. Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh là trường tiên phong trong công cuộc nói không với việc sử dụng chai nhựa. Sinh viên phản hồi ra sao về quy định mới này của nhà trường? Đây là một chiến dịch cực kỳ là cấp thiết và nó giúp cho sinh viên chúng em tiếp cận nhiều hơn với lại cái cuộc sống và những cái gì đó thực tế. Việc mà trong trường mình cùng làm thì sẽ lan tỏa đến các bạn sinh viên ngoài trường. Như vậy thì sẽ kéo được cả cộng đồng mình bảo vệ môi trường. Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, tất cả các phòng học sẽ ngưng phục vụ nước đóng chai cho giảng viên. Các buổi hội thảo sẽ không sử dụng chai nhựa và thay bằng việc phát bình nước cho thành viên tham gia hội thảo. Một giải pháp khá đơn giản nhưng cần sự chung tay hưởng ứng của cộng đồng để cùng nhau thay đổi hành vi nhận thức về mối nguy hại của rác thải nhựa hiện nay. Theo ước tính, nếu quy định này thực hiện thành công, sẽ tiết kiệm khoảng 125.000 chai nhựa thải ra mỗi năm. Và nếu các trường đại học cùng chung tay thực hiện hoạt động này, lượng rác thải ra môi trường sẽ còn giảm đáng kể.